Hyundai Elantra hiện đang là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai tại thị trường Việt Nam. Ở phân khúc xe hạng B, mẫu xe đang đứng đầu phân khúc, vượt qua doanh số của ông Hoàng một thời Toyota Vios. Điều này cũng giải thích lý do vì sao nhu cầu mua bán Hyundai Elantra đã qua sử dụng vẫn luôn được người tiêu dùng quan tâm. Theo tìm hiểu, mới đây một chiếc Hyundai Elantra 2019 đang được giao bán với mức giá hơn 390 triệu. Chiếc xe thuộc phiên bản AT và đã di chuyển hơn 7 vạn km. Ở thời điểm năm 2019, phiên bản này có chi phí lăn bánh rơi vào khoảng 575 triệu. Như vậy, chiếc xe mới chỉ khấu hao khoảng 175 triệu sau 5 năm lăn bánh. Tại Việt Nam, Hyundai Ersen là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios, Honda City. Hyundai Ersen 2019 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.440mm, 1.729mm, 1.460mm, cùng chiều dài cơ sở 2.600mm. Phiên bản đặc biệt của Ersen 2019 gây ấn tượng với mâm xe 16 in, trong khi các phiên bản khác sử dụng mâm nhỏ hơn. Về trang bị, Ersen 2019 sở hữu nhiều tính năng nổi bật như ghế ngồi chỉnh tay, vô lăng ba chấu, màn hình cảm ứng 7 in tích hợp hệ thống giải trí AVN hỗ trợ kết nối Bluetooth, radio, MP4. Hệ thống âm thanh 6 loa mang lại trải nghiệm giải trí tốt cho hành khách. Phiên bản đặc biệt của Ersen 2019 còn được trang bị thêm ghế ngồi bọc da điều hòa tự động và cửa sổ trời, mang lại cảm giác cao cấp và thoải mái hơn cho người sử dụng. Về động cơ, Hyundai Accent 2019 không có thay đổi so với thế hệ trước, vẫn sử dụng động cơ xăng Kappa 1.4 lít, cho công suất tối đa 100 mã lực và mô men xoắn cực đại 132 Nm. Động cơ này nổi bật nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, phù hợp cho các chuyến đi trong đô thị. Về an toàn, Hyundai Accent 2019 không hề thua kém các đối thủ trong cùng phân khúc. Ngoại trừ phiên bản MT Base với một túi khí và hệ thống chống bó cứng phanh ABS, các biến thể còn lại được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến, như hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và camera lùi. Đặc biệt, phiên bản AT đặc biệt được trang bị 6 túi khí, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.